Xin mến chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Riêng Xe Cúp. Và đây là cái cặp phụt cái xe cúp 7870 màu mắm tôm nha. Cặp phụt này còn khá là đẹp, dấu nước sơn nguyên zinc nha các bạn. Đây các bạn coi, nước sơn nguyên zinc dành cho anh em nào gắn xe nha. Nước sơn nguyên zinc hết. Anh em nào có nhu cầu thay cho xe cúp 7870 màu mắm tôm thì các bạn liên hệ, gai còn rất là đều và đẹp nha các bạn. Đây, từ dưới lên trên, những anh em nào có nhu cầu lấy thì chúng ta liên hệ trực tiếp ở Sài Gòn, ở xa thì anh em chuyển khoản bên mình ship bưu điện cho các bạn nha. Ở đây nó có bị xíu ở đây, nó bị chạy ở đây. Đó. Còn lại thì nước sơn là đẹp hết nha. Liền lạc thẳng, không cong không méo nha các bạn, thẳng hết. Những anh em nào có nhu cầu chúng ta liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình, nhắn trong Zalo giúp mình nha, mình sẽ gửi tới thông tin cho các bạn. Những anh em ở Sài Gòn thì chúng ta qua trực tiếp bên shop để lấy, còn ở xa thì chuyển khoản bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn và đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Riêng Xe Cúp nha các bạn. Thì còn cái góc nữa nha.